chúng tôi có ba lô để đựng những thứ cần thiết cho một chuyến đi. Được rồi, các bạn đi nào. Yeah, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Mình muốn tìm thẻ Pokemon. Oh, bộ Lego Minecraft mới. Mình cần cái này để cắm trại. Mình cần gì để cắm trại nhỉ? Mình muốn nó. À, Nikki. Ha ha. Em muốn cái nào? Chúng là những thẻ bài giống nhau, nhưng chúng chỉ là... Cuối cùng mình cũng tìm thấy thẻ Pokemon. Em xong rồi. Ta đi thôi. Con đã sẵn sàng để vui chơi chưa? Yeah. Yeah. Tuyệt. Tuyệt vời. Đi nào. Nhảy bông chi. Tuyệt. Yoho. Đi nào. Oh yeah. Thật tuyệt. Sẵn sàng thiết lập đi. Mình muốn đi thêm một lần nữa. Vui không con? Yeah, con bị phun nước. Tuyệt. Tuyệt. Đi nào. À. À. Wow. Ôi. Vui không con? Dạ vui. Tuyệt vời. Xoa bụng, đứng trên một chân, vỗ đầu, được rồi. Tôi cũng có thể làm được. Đừng lo lắng về điều đó, mời vào trong. Đi nào. Woohoo. Con thấy sao? Thấy ổn chứ? Yeah. Đi nào. Rum rum rum. Bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah. 3, 2, 1. Đi. Các con làm tốt lắm. Tuyệt. Chúng tôi sẽ đi đến một thác nước. Oh. Tuyệt vời. Tuyệt. Các bạn, chúng ta hãy đi bè. Đi bè, yeah. Tuyệt. Bạn có thích đi bè không? Wow, thật tuyệt. Ừ, nó rất tuyệt. Tôi muốn bơi.
Ồ không. Lát lát lát, bơi bơi bơi, rất tốt. Yeah. Tuyết, ta đi thôi. Vlad và Nikki. Tuyết, hãy nhìn những ngọn núi khổng lồ. Wow. Hãy vui lên nào. Woohoo. Bạn đã sẵn sàng chưa? Oh yeah. Tuyệt vời. Tuyết rơi vào mùa hè ư? Ném. Hướng này. Đi nào. À. Hướng này. Đi nào. Cảnh đẹp. Con có ổn không? À, đi thôi đường này. Chào các bạn. Vì Nikki đã mệt nên cậu ấy đã về nhà. Và bây giờ là bốn người chúng tôi. Yeah. Hiện tại chúng tôi đang rất cao. Vì vậy đó là nơi chúng tôi sẽ đến. Một hồ nước nhỏ. Yeah. Và dòng sông. Yuhu. Vlad, con đâu rồi? Con đây, vào trong đi. Tuyết. Yeah. Ngoài ra khối Rubik. Tuyết, nó là gì? Đây là một bộ lọc. Bà có thể uống nước từ bất kỳ dòng sông nào. Và nó sẽ là nước sạch. À. Chúng tôi không sao. Tôi có một ống hút. Nước lạnh thật. Và ngay bây giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi một chút. Vì vậy khá là vui. Chúng tôi vừa đi qua một thác nước. Chúng tôi đã đi được nửa đường. Như bạn có thể thấy, đây là nơi chúng tôi bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi đã đi được nửa đường. Ồ, cái này tuyệt đẹp. Ok, bây giờ đi nào. Được rồi các bạn, vậy vì vậy tôi đã ngã xuống. Và tôi đã quay phim cho bạn. Nhưng vì được rồi, bây giờ họ sẽ cõng tôi. Tôi vẫn đang đi. Bạn có thấy rằng có một thác nước. Nó rất lớn. Các bạn, chúng tôi đã vượt qua. Yeah. Yeah, chúng tôi đã làm được. Yeah. Yeah, tuyệt.